anh em mà muốn giảm tiền điện thì quất bộ này nhá. Đấy, chuyên đặc trị cho những nhà nào mà lắp cứ tầm hai cái công tơ thì quất con này nhá. Mà bây giờ cái tình trạng mà nhà dùng hai công tơ nó quá nhiều anh em ạ. Đấy, chuyên dùng để đảo chiều hai công tơ tự động anh em nhá. Bình thường anh em đảo chiều công tơ tự động thì anh em sẽ đảo bằng cách là đến ngày giờ thì tự động anh em trèo lên em gạt tay đúng không? Như thế này này, gạt gạt này đúng không? Nhưng bây giờ dùng bộ này sang thì sẽ đảo tự động anh em nhìn này. Đấy, ngon chưa? Quá ok đúng không? Đảo tự động luôn này. Đấy. Anh em chọn ngày chọn giờ tự động nó chuyển nhá. Đấy, anh em chọn sáng thì nó chuyển sáng, chọn chiều chuyển chiều. Còn ông nào muốn chọn vào ngày bao nhiêu chuyển, chẳng như là đầu tháng nó chốt số đúng không? Thì anh em để cho đến ngày 15 đảo một lần thì là trong tháng sẽ là hai lần đảo. Ok. Hoặc là ông nào thích đảo 3 lần. Đấy, 10 ngày đảo một lần hoặc là 7 ngày đảo một lần cũng được. Rất nhiều chế độ cho anh em chọn đấy. Dòng này hiện tại trên thị trường là nói luôn nhá, deck ông nào có luôn nhá. Bản này 125 đặt riêng nhà máy anh em ạ. Đấy nên là chạy nó khác bọt lắm anh em ạ. Anh em mua chỉ có bản 100 rồi, 100 mà dây dợ tùm lum anh em không biết đấu nó thật. Còn dòng này là dây sẵn hết anh em nhìn này. Đấy. Công tơ 1 này. Công tơ 2 này. Còn đây là cái hẹn giờ thì là đấu hết với nhau rồi. Anh em chỉ có mỗi cắm công tơ 1 công tơ 2 vào đầu ra nối chung với nhau. Sau đó là ra tải tiêu thụ thôi là xong. Quá dễ rồi, không thể dễ hơn nữa anh em ạ. Còn anh em muốn đảo cái nào thì anh em bấm trên này nhá để đảo nhá. Còn muốn test chế độ thì anh em để lock on hoặc lock off anh em nhìn này. Đã để test hai chế độ chứ không được gạt tay nhá. Gạt tay là quăng tèo luôn ấy. Ông nào mà gạt tay làm phát là bóp phát là thôi lên đường luôn anh ạ. Hỏng ngay. Bởi vì dòng này nó thiết kế là sử dụng cái dòng trên này anh em này. Đây là để chỉ báo cho anh em biết nó đang ở bên nào, bên công tơ 1 công tơ 2 chứ không phải để vặn tay. Còn ông muốn vặn tay thì ông muốn vặn thì phải dùng cái này bấm điều khiển anh em nhá. Đấy. Để cho anh hình dung ra cái cách dùng của con này. Đấy. Nhà cứ tầm điện sản xuất này, điện kinh doanh, điện ba giá hoặc là điện nhà hàng xóm hoặc là điện nhà hai công tơ thì quất con này là được, hợp lý. Đấy, đỡ cái thời gian anh em đảo. Còn bộ này sẽ dùng là dây 6. Đấy, chịu tải tầm khoảng 670A là vô tư anh em nhá. Máy 125 rất là khỏe luôn. Bình thường anh em mua nó chỉ có máy 100 thôi, để bảo trước này không thì nhiều ông lại lên mạng bảo ô sao lại có cái dòng 100 với cả cái dòng 125. Mà dòng 100 mà tại sao lại giá như thế. Đấy, 125 nó khác hẳn luôn anh em. Đây. Đây, cho anh em xem chế độ này. Còn cái cài này thì buổi sau anh em xem video mình sẽ hướng dẫn cái cài nhá. Bởi vì cài nó đơn giản lắm anh em ạ. Cài mỗi là ngày giờ tháng năm, sau đó đảo vào ngày nào và giờ nào là xong thôi. Đấy, siêu đơn giản dễ rồi.